Chào mừng bạn đến với 101 bài tập thực hành của gã Excel. Hôm nay mình hướng dẫn các bạn bài tập số 40, câu số 1 tính đơn giá theo bảng đơn giá. Để tính đơn giá thì các bạn chú ý là ở đây chúng ta có bảng đơn giá và thời gian quy định. Bảng đơn giá này bố trí theo chiều dọc, vì vậy mình phải dùng VLOOKUP ạ. Ở đây có lộ trình ở đây thì các bạn gõ luôn ạ, bằng VLOOKUP, các bạn ấn Tab. Hàm VLOOKUP thì có 4 thành phần. Đầu tiên là giá trị dò. Giá trị dò là mình phải dò theo phần lộ trình ở đây ạ. Thì các bạn tích vào ô C3 phẩy. Thành phần thứ hai của hàm VLOOKUP là bảng giá trị dò, chính là bảng đơn giá ở đây. Thì các bạn chú ý là các bạn phải bôi cái phần cột đầu tiên, chính là cái cột tuyến đường của mình đấy ạ. Các bạn có thể bôi cả cái phần tiêu đề hoặc không cần đều được ạ. Các bạn ấn F4 để cố định. Phẩy. Thành phần thứ ba là cột giá trị trả về. Ở đây mình cần tìm đơn giá, mà đơn giá thì lại nằm ở cột thứ hai, tính từ cái cột tuyến đường ở đây 1, 2. Thì các bạn sẽ điền là 2. Phẩy. Thành phần cuối cùng của hàm VLOOKUP là tìm chính xác hoặc là tìm tương đối. Thì ở đây mình tìm chính xác thì các bạn có thể gõ full ạ, hoặc các bạn có thể gõ không cũng được. Đóng ngoặc lại. Như vậy là Pleiku có đơn giá là 6.000. Đây các bạn thấy không? Pleiku đây 6.000. Các bạn tích vào cái ô công thức mình vừa nhập ở bên tay phải phía dưới. Khi hiện dấu cộng nhỏ thì các bạn tích đúp ạ. Đấy, như vậy mình đã xong đơn giá cho các cái lộ trình ở đây. Câu số 2, nếu xe chở đúng trọng tải thì cước phí bằng đơn giá, nếu chở quá tải thì cước phí sẽ bằng 110% đơn giá. Thì ở đây thì các bạn phải biết là cái tải trọng là bao nhiêu. Thì đây, đầu tiên mình phải viết là trọng tải ạ. Mình sẽ làm một cái cột phụ ở đây. Thì các bạn chú ý là cái phần trọng tải ở đây có một cái bảng trọng tải ở đây. Và cái phần số xe thì các bạn chú ý là hai cái ký tự đầu tiên ý, của số xe ấy, chính là đây, ở đây nó nói rõ là hai chữ số đầu đấy của số xe. Đây, thì tương ứng với trọng tải. Thì đầu tiên các bạn phải xác định trọng tải của từng cái số xe này. Thì các bạn sẽ bằng gì ạ? Đầu tiên các bạn phải bằng VLOOKUP ạ. Vì sao? Vì cái số xe ở đây, hai chữ số đây được bố trí theo chiều dọc ở đây. Thì phải VLOOKUP ạ, các bạn ấn Tab. Phải. Đầu tiên là giá trị dò. Giá trị dò thì các bạn lại phải lấy hai ký tự đầu tiên của cái cột số xe đây ạ. Thì để lấy hai ký tự đầu tiên của cái ô số xe này thì các bạn phải dùng hàm lép ạ. Lép. Cái hàm lép ấy thì có hai thành phần. Đầu tiên là cái tích mà các bạn cần tách ấy ạ. Thì các bạn tích vào cái ô số xe này. Phải. Thành phần thứ hai của hàm lép là số ký tự các bạn cần lấy. Thì ở đây mình chỉ cần lấy hai ký tự thôi ạ. Các bạn phẩy 2. Đóng ngoặc lại. Như vậy các bạn đã xong hàm lép ạ, chính là cái giá trị dò. Đấy, sang thành phần thứ hai của cái hàm VLOOKUP ấy, chính là bảng giá trị dò ở đây. Các bạn bôi đen cái bảng giá trị dò ở đây. Các bạn ấn F4 để cố định cái bảng giá trị dò này lại. Phẩy. Cái cột trả về chính là cái cột trọng tải ở đây, chính là cột số 2. Phẩy 2. Phẩy. Ở đây mình tìm chính xác ạ, thì các bạn điền là 0 ạ. Enter. Tại sao lại không được ạ? Các bạn chú ý là vì cái bảng giá trị dò ở đây nó là hiểu là số đấy ạ. Thế các bạn có một cái hàm kiểm tra là is number. Đấy, các bạn tích vào cái số này xem nó là số hay là chữ ạ. Đây chu tức là nó là số. Trong khi các bạn mà lấy lép hai ký tự ở đây ấy, thì chắc chắn nó là kiểu text, nhưng các bạn không tìm được ạ. Đây mình ví dụ nha. Ở đây thì mình xóa đi, mình sẽ lấy hàm lép. Thì các bạn gõ là gì ạ? Bằng lép. Đây các bạn lấy hai ký tự đầu tiên của phần số xe. Phẩy 2. Đấy các bạn 50. Kết quả mà 50 nó nằm ở bên trái cái ô ấy, thì mặc định Excel nó sẽ là text. Còn nếu mà nó nằm ở bên phải ấy, thì sẽ nó là number. Thì các bạn cũng kiểm tra nhá, bằng is number. Các bạn kiểm tra cái số 50 đây nó là text hay là số. Đây nó là full, tức là nó không phải là số ấy, mà nó là text. Thì các bạn để chuyển thành số ấy, thì các bạn có hai cách. Một là các bạn thêm cái hàm value ở phía trước ấy. Value tiếng Anh nghĩa là giá trị ấy. Thì các bạn nó sẽ chuyển thành số, các bạn thấy chưa? 50 mà nó nằm ở bên phải cái ô này ấy. Đấy, thì mặc định của Excel thì nó nằm bên phải thì nó hiểu là số ấy. Đây cái hàm is number lúc này nó sẽ trả về true. Thì sau khi các bạn làm cái hàm này thì nó mới VLOOKUP được. Cách thứ hai, nếu các bạn không muốn dùng hàm value ấy, thì các bạn có thể lép phẩy 2 các bạn nhân với 1. Đấy, thì nó cũng mặc định là nhân với 1 thì nó sẽ chuyển về số luôn cho các bạn. À, nhân 1 hoặc là các bạn thích có thể cộng với 0 cũng được ạ. Đấy, thì nó đều chuyển về số cho các bạn. Còn nếu các bạn không có nhân 1 cộng 0 ấy, chỉ lép không thôi ấy, đấy thì nó sẽ trả về là text. Thì ok. Như vậy mình sẽ làm lại nha. Cái hàm lép ở đây thì các bạn phải để nó về nhân với 1, hoặc các bạn sẽ thêm hàm value ạ. Thôi mình thêm hàm value cho nó tường minh. Value chính là giá trị đấy ạ. Chuyển text về giá trị.
Ở đây các bạn sẽ dùng hàm VLOOKUP. VLOOKUP thì các bạn bằng gì ạ? VLOOKUP đây chính là cái số xe các bạn lấy hai ký tự rồi phẩy. Các bạn sang bảng giá trị dò ở đây. F4 để cố định. Phẩy cột trả về là cột trọng tải, chính là cột số 2 ạ. Phẩy. Ở đây mình tìm chính xác nên mình sẽ điền được 0 ạ. Ok, như vậy là cái trọng tải của cái xe này là 4 tấn. Tương tự các bạn kích đúp nhá. Đấy, nó sẽ ra phần ở đây là chính là trọng tải. Sau khi mà các bạn có trọng tải rồi á, thì đây là ví dụ là cước phí ở đây. Sau khi có trọng tải thì các bạn so sánh trọng tải này với cái số trọng tải đây mà chở thực tế á. Đấy, nếu mà cái này lớn hơn thì cước sẽ là 110%, còn nhỏ hơn thì cước là 100%. Thì ok, các bạn sẽ bằng gì ạ? Bằng ít rồi ạ. Điều kiện các bạn so sánh ạ. Nếu như mà cái số trọng tải ở đây mà nhỏ hơn cái trọng tải cho phép ở đây thì các bạn sẽ ghi là gì ạ? Chính là 100%, chính là cái vấn đơn giá. Phải. Nếu mà ngược lại, tức là số trọng tải ở đây mà lớn hơn cái số trọng tải cho phép thì các bạn sẽ là 110%. Đó, các bạn nhân mấy cước, nhân mấy đơn giá. Các bạn đóng ngoặc lại. Đấy, ví dụ như ở đây là sao ạ? Đây là 5, tức là lớn hơn cái trọng tải cho phép thì nó phải 6.000 nhân với cả 110% thì nó sẽ ra là 6.600 đấy ạ. Ok, các bạn tích đúp. Ví dụ bạn này là 12, bạn này chỉ chở 10 thôi thì nhỏ hơn thì đơn giá vẫn không đổi là 4.000. Đấy, ok. Như đúng rồi. Thế các bạn chú ý để làm cái câu số 2 này thì các bạn phải dùng 3 hàm. Hàm đầu tiên là hàm if, hàm thứ hai là hàm VLOOKUP và cuối cùng là hàm LEFT. Đấy, các bạn chú ý phải lồng hàm nhá. Thì ở đây mình làm luôn nhá. Đầu tiên sẽ bằng gì ạ? Bằng if ạ. Các bạn so sánh. Nếu như mà trọng tải ở đây mà nhỏ hơn trọng tải cho phép thì các bạn sẽ dùng là VLOOKUP. Xong lại các bạn đầu tiên giá trị dò các bạn lại lấy LEFT. Và các bạn phải 4 hàm cơ, thêm một cái hàm value nữa cơ. Đấy, value của LEFT. Đây, số xe phẩy 2. Đấy, các bạn đóng ngoặc lại, như vậy là xong cái hàm value này rồi. Bảng giá trị dò ở đây. Các bạn bấm F4 để cố định. Phẩy 2, phẩy 0. Đấy, xong cái hàm VLOOKUP này để so sánh rồi. Phẩy, tức là giá trị trả về nếu như mà trọng tải ở đây mà nhỏ hơn cái trọng tải cho phép. Đấy, thì lại sẽ là gì ạ? 100% chính là cái cột đơn giá ở đây. Thì các bạn không tích được thì các bạn gõ luôn ạ. Cột đơn giá đây là D3 thì các bạn sẽ trả về là D3, phẩy. Không có thì các bạn phải nhân thêm 110% nhân với cả D3. Ok, các bạn đóng ngoặc lại. Đây là 110% ạ. Các bạn chú ý ở đây là mình thiếu chữ phần trăm ạ. Đấy, các bạn thấy không? Nó là 6.600 đấy ạ. Nếu bạn nào không hiểu cái lồng hàm này ấy, thì các bạn xem lại cái đoạn đầu mình đã giải thích từng hàm một ạ. Đầu tiên các bạn lấy LEFT. À, các bạn là value và LEFT đi. Để cho nó rõ ràng ở đây là value và LEFT. Đấy, để các bạn tách được cái phần số xe. Sau đấy các bạn dùng VLOOKUP và cuối cùng là các bạn so sánh. Để ở đây các bạn dùng hàm IF. Đấy, như vậy mình dùng 4 hàm để làm cái câu số 2 này. Tương tự các bạn tính đúp nha. Ok, sang câu số 3. Tính thời gian thực hiện chuyến đi. Đây, thời gian thực hiện chuyến đi thì là ngày đến trừ ngày đi thôi ạ. Các bạn bằng ngày đến đây trừ đi ngày đi. Các bạn chú ý là các bạn cái phần ngày tháng ấy các bạn trừ trực tiếp cho nhau cũng được. Bởi vì bản chất ngày tháng ở đây ấy, nó là dạng số thôi. Chỉ là format cell thôi, các bạn chú ý nha. Ví dụ các bạn nháy phải ở đây. Các bạn chọn format cell. Các bạn chuyển về dạng chung ấy, general hoặc là number ở đây. Thì các bạn sẽ thấy ngay bản chất đó là số thôi ạ. Ok, mình cancel. Đấy, các bạn tích đúp ạ. Đấy, thời gian thực hiện ở đây. Sang câu số 4. Nếu thời gian thực hiện nhanh hơn thời gian trong bảng thời gian quy định thì sẽ được thưởng 5%. Các bạn chú ý là cái đây là cái thời gian quy định đấy ạ. Đầu tiên các bạn phải tính cái thời gian quy định ạ. Thì đây ví dụ là thời gian quy định thì cũng tương tự như đơn giá thôi, các bạn phải dùng hàm VLOOKUP rồi ạ. Cái lúc đầu tiên cái phần đơn giá mình VLOOKUP là mình chọn cái cột số 2 ấy. Thì tương tự cái công thức ở đây mình sẽ chọn là cột số 3. Đấy. Đầu tiên thì các bạn phải tính cái thời gian nhá. Thời gian quy định này. Thời gian quy định thì bằng gì ạ? Bằng VLOOKUP này. Đầu tiên là giá trị dò chính là lộ trình ở đây, phẩy xong là bảng giá trị dò ở đây. Các bạn phải chú ý là bôi đen tới cái cột thời gian ở đây ạ. Các bạn ấn F4 để cố định lại. Phẩy lấy cột số 3 tính từ cột tuyến đường 1 2 3.
phẩy ở đây mình tìm chính xác ạ, là 0. Đấy, như vậy là mình đã tính được cái phần thời gian quy định là bao nhiêu ngày. Đấy, các bạn tích đúp vào đây. Sau đó thì các bạn so sánh với thời gian thực hiện. Nếu như mà thời gian thực hiện mà nhỏ hơn cái thời gian quy định ở đây sẽ là được thưởng 5%. Còn không có là không được thưởng. Thì ok. Thì các bạn lại phải dùng hàm if nữa. Đây là được thưởng hay không thưởng nhá. Ví dụ là if ở đây. Thì các bạn là if này bằng if. Nếu như mà cái thời gian quy định ở đây, tức là thời gian thực hiện ở đây mà nhỏ hơn cái thời gian quy định ở đây thì phải là 5%. 5% thì nếu mà quy về tiền ý, thì các bạn phải nhân thêm với đơn giá. Còn nếu mà nói về cái phần trăm được thưởng thôi ý, thì các bạn chỉ điền là 5% thôi. Thì cái đề bài ở đây thì chắc là cái tiền thưởng ấy, thì các bạn lấy 5% các bạn nhân với cả cái phần cước phí ở đây thôi. Đấy. Còn nếu mà không, nếu mà vượt quá cái thời gian thực hiện ý, thì không được thưởng. Các bạn điền luôn là 0. Tức là bạn này không được thưởng gì cả. Đây ví dụ bạn này là thời gian thực hiện 20 ngày cơ, mà quy định chỉ có 4 ngày thôi thì là không được thưởng. Đấy, các bạn tích đúp. Như bạn này thời gian thực hiện là 1 ngày nhưng quy định là 2 ngày thì bạn ấy được thưởng 5% của 4.000 thì chính là 200. Đấy, tương tự các bạn ở dưới này cũng như thế. Như vậy để làm cái này ấy, thì các bạn phải dùng hai hàm là hàm if và VLOOKUP ạ. Các bạn sẽ bằng if mở ngoặc. Đầu tiên là biểu thích logic thì các bạn sẽ so sánh là cái thời gian thực hiện ở đây. Nếu thời gian thực hiện ở đây mà nhỏ hơn VLOOKUP. VLOOKUP để mình tìm cái thời gian quy định đấy. Thì các bạn VLOOKUP cái giá trị dò chính là lộ trình ở đây C3 phẩy. Bảng giá trị dò chính là cái bảng này. Các bạn bôi đen cái bảng này và các bạn ấn F4. Phẩy cột trả về là cột thời gian thì chính là cột số 3. Phẩy mình tìm chính xác ạ, là 0. Các bạn đóng ngoặc lại. Như vậy là các bạn đã xong cái biểu thức logic ở đây. Các bạn phẩy giá trị trả về của cái biểu thức logic này ấy, nếu mà nhỏ hơn thời gian quy định thì các bạn sẽ là 5%, 5% nhân với cước phí. Còn ngược lại nếu như mà không nhỏ hơn, tức là thời gian thực hiện lớn hơn thì không được thưởng ạ, các bạn trả về 0 luôn. Đấy, enter, đấy bạn này được 0 đây. Các bạn tích đúp. Đấy, nó tương tự với cái kết quả ở đây ạ. Đấy, ở đây là mình đã lồng hàm rồi. Nếu bạn nào mà không chưa thành thạo lồng hàm ấy, thì các bạn sẽ chia nhỏ ra để các bạn làm. Ok, như vậy là mình đã xong bài số 40 trong loạt bài 101 bài tập thực hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like và chia sẻ kênh để ủng hộ gái Excel.